Chào bà con, bữa nay liệt xuống anh Nguyên mà đổ cho anh thêm 330 đó nghe bà con, 330.000 đó. Mình ở đâu anh Nguyên? Đâu mình ở Kiên Giang. Ô, Minh Thượng Kiên Giang nghe bà con, lúc nào liệt cũng tới chỗ đổ cho bà con hết đó. 300 đồng con, 10.000 thì em cho thêm anh 1.000 nữa nghe, tới chỗ mình đổ mình bảo hành cho anh 2 tuần lễ cho bà con an tâm. Mình khỏi lo để nhầm khi mới có 1 tuần, để sợ nhầm khi nó thay thời tiết mình không có biết được, thôi cho anh 2 tuần luôn với bà con luôn. Rồi còn cái giống của em là giống gặt, giống bu nghệ với bu đít bằng. Cái giống của em lai tạo ra thì anh nuôi khoảng 4 tháng 5 tháng 18 20 con ký à, là không có lộn nào, có lộn nào em chịu hết. Hình như này thì hình như anh con biết là bu nghệ nhiều lắm rồi đó. Đúng rồi. Đó, rồi còn cái kỹ thuật của em năm nay thì cũng 10 mấy năm rồi, thì nhớ những gì em chỉ sao làm y vậy thì anh sẽ thành công. Bây giờ cái ốc hình như mình đúng tháng phải không? Đúng rồi, đúng tháng. Với cái này bữa nay mình mới xuống đổ luôn đó, thì hình như mình đổ, nếu mà đổ cái đợt này nữa là còn một đợt nữa là tổng số mình đổ là 1.300.000 con. Đúng rồi. Là cái đợt đầu phải không? Đúng rồi. Còn đợt sau thì mình đổ là thì chắc cũng xây xịt nhé. Ừ, thì tổng số liệt đổ đây, cái khu này có nguyên là 2 đợt là khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu mấy, khoảng 2 triệu mấy con, khoảng 2 triệu 1. Thì đợt sau mình đổ hết lại. Rồi. Giờ xuống đây mình so cái con giống. Giờ con giống bữa nay quay đây, lên đây là con giống bữa nay. Lần này mình nuôi đúng mới đúng tháng được rồi, mình đổ 16 không? Đúng rồi, còn 2-3 tiếng nữa mới được nữa. 2-3 tiếng nữa, trời ơi, ổn canh. Nè, nè. Này giống nha bà con. Con giống rồi, còn con cái con này là giáp tháng nha. Để em lại cho anh con. Nè. Nó bà con á, bây giờ anh cảm nhận thấy điều không? Hả? Bây giờ bao nhiêu phần trăm bu nghệ đâu anh nói coi. Dạ 8 con vàng nè, 80. Ừ, có 80% bu nghệ. Cái này là tức là nó xẻ tay kia luôn. Xẻ tay kia. Nè, cái này là được 1 tháng. nuôi ốc được 1 tháng rồi, còn cái này là con giống mới thả, là ốc này được 1 tháng là anh coi so coi nó lớn coi, anh cảm nhận mấy chục lần. Có con bự hơn này nữa không? Bây giờ mình tính cái này đi, chắc cỡ 50 lần á. Cỡ đó thì ốc đã không đó, giờ anh thấy cảm nhận nó đúng những gì em nói trên YouTube hả? Đó, nè, bao nhiêu em nói hình như 40% bu nghệ nhưng mà cuối cùng anh nói là khoảng 80 phải không? Đúng rồi. Ừ, nhưng mà thôi em nói 40 à. Nhắc bà con cái giống F1 á là nó sẽ được như vậy nha, màu lớn, màu lớn, tiền nào của nấy. Thì anh mua em ba cho anh Nguyên này, mua có liệt 300 đồng con đó, là tức là anh đổ quận này là 1.300.000 con, rồi đợt sau anh đổ thêm cũng khoảng một ít lại là 1.000.000 con nữa, thì liệt cũng có quay bà con đó, là liệt là anh Nguyên đâu có nói là ừ phải bớt hay là mắc rẻ gì đó. Nhắc bà con chất lượng mới quan trọng ha, cái chất lượng cái là với cái kỹ thuật. Đặt ví dụ anh có kỹ thuật mà cái con giống anh không chất lượng, anh nuôi cũng chết quất hả. Quan trọng là anh đi theo anh mà tiếp mình á, quan trọng nhất là cái kỹ thuật. Yeah. Rồi còn con giống mà đặt ví dụ anh có kỹ thuật đi, mà con giống mà anh mà không có mà như cái giống lai tạo này ha, còn đít nhọn dưới mà đó là anh nuôi đấy, anh lỗ thầm dưới giống mà trứng lọn cào cào đấy ha, là anh nuôi khoảng tầm 4-8 tháng nó rơi vô 40 con ký, mà anh bán rẻ hơn từ 20-30 ngàn ký. Còn rồi. Còn cái này anh nuôi 5 tháng nó có 18-20 con ký à. Đúng rồi. Anh nuôi được 1 ký anh bán được 70-80 ngàn, còn cái kia anh bán có 40 ngàn, anh rớt hơn 30 ngàn ký, mà cái kia anh nuôi tới 8 tháng là thì tùy nha. Liệt nói em với em cũng nói anh, em biết sao thì em nói vậy, thì tùy bà con, thì anh cũng cảm nhận rồi nè. Giá mua này thì bán được 50-60 ngàn, 70-80 ngàn, còn kia có 30-40 ngàn, 30-40 ngàn hoặc 40 à. Nhưng mà anh nuôi phải tới 8 tháng anh mới có bán. Thời gian thì lỗ sâu rồi đó, cũng gấp đôi rồi. Rồi tại sao em không thu mua trứng, cũng em cũng không có mà giao trứng là gì? Từ cái giống của em nọ ra là em giao cho anh, chứ em không có mua, không có qua ai chứ. Tức là anh mua là phải chỗ này mới, chỗ kia mới, rồi là cũng như lúa vậy. Miếng này mới, lúc kia mới mà anh trộn vô thì nó đâu có gặt giống được. Nó sẽ lộn trong người F5, F6, F7 gì rồi anh làm sao anh nuôi đây, nó khó nuôi lắm. Thì cái kỹ thuật của em đó thì em nói cho anh với bà con nó biết đó. Thì nhưng mà thì tùy bà con nào á, tại vì em biết thì nói cho bà con tránh. Để cái đó là cái thất bại của em là năm xưa đó. Thì em sẽ nói lên thì ai tránh thì tránh, không tránh thì cứ trải nghiệm. Sao nhầm khấu của bà con cứ em nói đặng cho tránh mà không tránh cứ gắn vô không à. Thì muốn trải nghiệm. Nhưng mà em nói gì là dễ hiểu nè. Em nói gì dễ hiểu nè, bây giờ trên cái đường đan đó đi ngon hơn hả là đi dưới đây ngon hơn? Thì
lên chắc ngon. Ừ, cái đường khô thì cứ à, em biết cái dưới đây sình, nó sình ngang đừng có đi ha, mà cũng nhảy xuống đi à. Thôi trên đan nó đi xuống chết không? Ý em là nó vậy đó, anh hiểu không? Không đi xuống sình này đạp gió ốc muốn chết. Đó bởi vì nhầm đi xuống sình rồi cái mình đâu có biết đường đâu đó, trên khô đi xuống. Khỏi giờ khỏi mà rửa giò chứ thì Liệt nói vậy là có thể bà con có cũng cũng hiểu đó. Tức là không phải nói mà để mua cho cô Liệt đâu, tại vì cái đó Liệt đã thất bại tốn kém biết bao nhiêu tiền mà nói. Thì nói lên đó bà con nào thì cứ tùy, tin thì cứ làm, tin thì cứ trải nghiệm. Rồi ví dụ anh làm đi mà thất thoát rồi một cái anh phải cải tạo ao lại nè, anh đâu phải để đại gì mà anh làm lại đâu, anh phải cải tạo ao lại đâu đó đàng hoàng chân anh mới nuôi lại, nuôi lại nhưng mà nó không có bằng cái đợt đầu nữa. Dạ đấy con. Đó, không biết sao luôn kìa, hết hồn luôn. Nó làm như, nó làm như cái đám giặt vậy hả? Hồn quá nè, tán thần đều luôn. Trong bèo dữ lắm luôn, trong bèo nó dữ lắm, trong bèo nhiều. Nước trong bèo nắng quá trời. Tức là cứu đợt này tính ra tôi muốn gần 80% trên, muốn mấy mà thôi mà em nói 40 mà ra 80 dữ lắm rồi. Vậy là giá tháng đúng giá tháng luôn không? Đúng rồi. Vậy là giờ cái cột mốc thì đây nhắc bà con U Minh Kiên Giang, U Minh Thượng hả? U Minh Thượng Kiên Giang, nhưng mà chỗ cái nguồn nước này là của anh Nguyên là Liệt xử lý cho anh hết, giải quyết cái xử lý nước cho anh hết, tại vì nó không có mòn đích luôn nè. Hình như 80% buôn nghệ thiệt khóa mà ha, nó không có mòn đích luôn nè. Hình như anh gần ốc này nó nhức nhạt hả à. Anh gần phải không? Nhìn là biết rồi, cho gần giờ thấy ruột nha bà con nè. Ta buôn nghệ nhiều lắm, đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 con mà ốc bu mà nó không có lai gặt thôi, chứ còn nhiêu là nó gặt không nè. Cái này gặt nè, nhưng mà mấy con này cũng có lai nữa, nhưng mà nó lai không có bằng mấy con này nè. Thấy hình tháng rồi đó, hình như có con thấy ruột cháu con nặng đấy, thấy ruột ốc mạnh hay không á. Nhắc bà con nắng này lên tay này nè, anh lên tay nó vẫn hở miệng vẫn bò, còn mà con ốc yếu anh lên tay nó nằm luôn, nó nằm luôn không chịu hé miệng ra lên khỏi mặt nước á. Ừ. Nè nó bò coi nè, thấy chưa? Ừ. Nhớ nha, lấy cục móc này những gì em chỉ anh là anh làm y như em nha. Tại vì anh đổ hai lần là tính ra 2 triệu mấy trăm ngàn con á. Ừ, 2 triệu mấy trăm ngàn con nữa nghe bà con. Hết cái khu này, nó khu này như diện tích nhiều 2 mấy công phải không? 2 mấy công. Thôi giờ mình đi xuống dưới đổ nè. Đi nguyên sắp tiếp ra 2 thùng nữa. Đừng đan đi, để dưới sình cái gắn dưới sình à. Gió nó thổi không thôi không sao. Nó là quan trọng nhất, lo bèo nha. Em dặn sao làm y vậy đi. Tiền nào của nấy, em nhắc anh tiền nào của nấy. Xã hội giờ anh bán thịt trâu cái gì nào? Ừ, ông nào mà lại bán mà cho tôi cái nào ngon nhất mà rẻ không? Dạ. Hả? Dạ. Chứ không có vụ mà cái mà rẻ mà ngon hả? Nhắc bà con là cái gì? Nói chứ em nói luôn, nói cho anh với bà con luôn, không phải mà nói mà để mua của em đâu. Cứ coi người nào có tay nghề cao đó, bà con cứ mua, đặng có sẽ là bà con thành công nhờ. Chứ không phải nói để mua của em, đặng cho bà con tránh. Tại vì mấy năm tính đi, thất bại 3 năm trời tính đi, vàng là vợ bán, nói chung là vàng cay cay không đó. Tốn tiền dữ lắm, mình kiếm lại á là khó. Nhưng mà mình thất bại rồi nó ra nhiều lắm. Thì cái cảm nhận của em vậy đó, cho bà con tránh.
ha, tránh để đi những cái con đường thành công đi để cho nó nhẹ tốn chi phí. Như giờ con giống gì đi, nhắc bà con là cái dư liệu chị giao 300, nó có sẽ cái giá trị của 300 của nó, chứ không phải mà ừ đặt cái vụ mà em giao gì mà để mà con giống anh nó nuôi nhỏ xíu á, thì cái đó đâu được đâu. Còn giống của em anh có biết rồi mà, giá trị là giá trị bên anh đó, anh tiếp bà con á. Còn cái kỹ thuật thì anh khó lo. Hình như cái ngày giao giống này em lo kỹ thuật anh tất cả hết trơn, anh còn phải kêu anh hàng ngày quay Zalo cho em coi, để kiểm tra cho anh đó. Còn đặt cái vụ thay đổi thì nhớ nhắc thêm anh cái nữa, có cái thay đổi thời tiết mà ốc nó nghiêng nó ngửa giải quyết chị được á, thì mới có bán nha. Chứ dù anh giống anh gặt cho anh giống anh tốt đi, kỹ thuật anh cao đi, nhưng mà còn cái không có biết cái vụ mà giải quyết được thay đổi thời tiết thì hai cái đó cũng vô nghĩa thôi. Cái đó phải ba cái đó đó anh mới được, ba cái đó áp dụng vô anh mới được mới thành công mỹ mãn. Như đã thấy có hai cái kia ngon đi mà nó thay đổi thời tiết anh chỉ không được rồi làm sao lấy đầu bán, lấy vỏ bán. Lấy vỏ bán thì cái ngày giao giống này là em cho anh rồi đó, để cho anh nguyên đây 25 công đây là đổ hai lần là 2.000.000 con, đó là đi cho đủ luôn tới ngày tháng luôn. Bữa bên nước ngoài ta xuất khẩu vỏ rồi bển. Vô vỏ lên đồng ý nghệ nuôi thì nó tại vì nhắc anh giờ anh em mình đi bên người ta đi con gà vịt gì giật gì mình đâu có biết cái nó gũi go của cái đó, chuyện của thay đổi tiết của ông trời mà mình đâu có nói được, đâu có kêu ông mưa mà kêu ông ngưng, đâu có ngưng mà thời tiết không nắng thì ông kêu ông mưa ông cũng đâu mưa đâu, mình phải giải quyết được. Ủa mà đâu phải em nói đâu, hình như em có đi cứu em mấy người mua mà trứng bị sự cố rồi người không có giải quyết được, em có đi cứu, em có quay mạng có con nguyên có đó em có em mới nói không rồi mấy cái đó rồi mới kêu anh đó chứ gì hả. Coi mới kêu đó hả? Trời không à, từ lúc coi đó là quyết định luôn đó. Quyết định là chọn ông Liệt coi là ông Liệt luôn đúng không? Đúng rồi. Cứu được cái đó thì như là hết 70% thành công rồi. Đúng rồi, cái đó 70% đó, còn cái kia có 30%. Tại vì 70% tại vì nó gũi go mình không có biết trước được. Mình giải quyết được mới có ốc bán. Đã Liệt nói rồi đó, cho những cái đó bà con coi đặng bà con tránh đặng để thôi tốn tiền tội nghiệp bà con thôi, chứ em mua của ai cũng được đâu, gì đâu đâu phải không mua của em đâu. Thì em thiệt tình thất bại mấy năm đó nó gì gì đó thì em nói cho tránh, bà con nào không tránh thì cứ trải nghiệm qua quận rồi biết liền gì. Cái F1 anh nuôi để đầu nuôi nó dễ lắm, mau lớn lắm, còn nhiều dòng nhiều đời rồi nuôi nó chắc ăn là nó gũi go hết trơn, chắc ăn là nhỏ con à. Thứ hai nữa nó dễ gũi go lắm, kéo thời gian dài thì nó gũi go dài. Đúng rồi, kéo thời gian dài thì nó gũi go dài, con mình này 4-5 tháng mình quất rồi. Nuôi cũng ăn uống to bèo vậy. Cho bà con tránh, tại vì thời buổi này nó không phải kiếm tiền dễ đâu mà bà con không có tránh mà đi vô con đường thất bại em năm xưa không. Thì ai ủng hộ em thì em gì nè nha, ngày thay đổi thời tiết á ốc nó nghiêng ngửa là em sẽ lo cho bà con tất cả hết tới ngày thu hoạch, ưu tiên nhất là khách hàng của em, em là ưu tiên nhất, lo cho khách hàng em từ đầu tới cuối luôn. Nhưng mà làm những gì em chỉ ra làm đúng em nha, không có làm sai nha. Em lại là em buộc anh là phải làm đúng kỹ thuật em đó. Vòng vòng ai có chỉ sao hỏi bao nhiêu năm, 2-3 năm gì thôi dẹp qua bên đi. Lúc đó gió hỏi nó còn bay nữa. Nước vua thôi chứ là đâu hai ba vua. Đúng rồi, hai vua lộn. Cứ em chỉ sao làm y để lại đây hồi nó luôn á. Anh sắp cái thùng 30.000 này xuống đằng mình ổ bên kia. Đợt này thì 1.000.000
300.000 con. 420 với 850. Chứ còn nó còn 50 mình mới đổ. Là 1.3 đó. Còn đó dèo dưới nữa là đủ 1.3 rồi. Là tạo sàng lọc lại giống gặt giống em nữa, tài xế em mà chưa biết nữa làm sao mà ai biết chừng nào mới ra biết dễ gì con vợ em biết à. Bỏ đi kìa hả? Vợ mà vợ chồng hai chồng cũng đồng lòng làm à, nó đồng lòng mới cho lột vàng bán á, chứ không đồng lòng chơi lắm. Đồng lòng mới thất bại cũng chơi luôn, chơi cũng có ngày thành công rất dạ lắm chứ không phải chơi đâu. Nói gì nói cho bà con tránh, nhưng khi bà con tin thì không tin thì tùy trải nghiệm, đâu có gì đâu, tất cả những đâu em, tại vì lúc đó em hỏi không ai chỉ chưa, không ai chỉ đâu, tại chỉ cũng chỉ đâu có đúng đâu. Hết không dễ gì rồi cuối cùng thất bại rồi, bây giờ mới nói cho bà con chấm thì đây chờ đợi trên cuối thấy giật mình hết nguyên, mình đo lại thì thấy mấy bự phải không? Đúng rồi. Chứ còn mà không ấy là nói không bự. Cỡ gấp 50 lần ha. Mấy con bù nghệ à? Mấy lớn. Còn mấy con bự hơn còn mấy con bự hơn nữa hả? Nãy mình đè, nãy mình không thấy. Anh ở đó hàng ngày anh để ý biết. Còn em thợp con nào thì em tính con nấy à? Quan trọng nhất là cái kỹ thuật với cái con giống là quan trọng nhất, với cái thay đổi thời tiết, ba cái đó là áp dụng vô là thành công mỹ mãn. Mà đừng có lén cho ăn nha, lén cho ăn là mệt lắm á. Trời ăn trước à. Clip này thì cũng đổ cho anh Nguyên nghe, cũng có xin chào bà con xem sao.